Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đã có chiếc Nokia Lumia 530, sản phẩm Windows Phone 8.1 rẻ nhất trên thị trường mà Nokia đã cung cấp ra. Và với sản phẩm này, nó có một trong những cái điều rất đặc biệt tương tự như các smartphone Lumia khác, là chúng ta có thể dễ dàng thay đổi vỏ phía sau mặt lưng polycarbonate này để trùng với những cái màu sắc tươi trẻ như trên bộ quần áo các bạn đang mặc, hay là dưới đôi giày của chúng ta đã đi thì sao? Ở đỉnh mệnh cho xin đôi giày giống màu em ạ. Và bây giờ là những cái chia sẻ của mình sau khi được trải nghiệm với chiếc Lumia 530 này. Lumia 530 là cái sản phẩm có một cái màu gọi là dark gray. Chúng ta sẽ có màu xám chứ không phải là màu đen huyền thoại giống như trước đây chúng ta vẫn thấy trên điện thoại di động. Vì thế nên mà mặc dù hơi tối nhưng nó tạo ra một cảm giác mới lạ hơn, chứ không thực sự là nhàm chán giống như những cái màu đen mà chúng ta vẫn đang sử dụng trước đến nay. Với cái vỏ này thì nó không bám mồ hôi vân tay, cảm giác cầm trong tay thực sự rất là sướng và thoải mái. Lumia 530 đem lại cái cảm giác sử dụng gần như là tốt nhất trong cái phân khúc giá 2 triệu với phần cứng được xây dựng ngon hơn nhiều so với lại Zenfone 4 trong cái phân khúc cạnh tranh đối với lại cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì nó cũng tồn tại một số điểm hạn chế, ví dụ như là về màn hình. Màn hình của chiếc Lumia 530 thì sử dụng cái độ phân giải là 400x854. Tuy nhiên thì có một điểm mình thực sự không hài lòng, đó là về cái chất lượng. Khi mà mình vuốt cái giao diện Facebook hoặc là đọc tin tức mình vuốt nhanh, nó sẽ hiện tượng để lại bóng ma trên màn hình, nghĩa là các dòng chữ này trông rất là mờ và tạo cảm giác mỏi mắt khó chịu, đặc biệt là về ban đêm. Với 530 thì với nền tảng Windows Phone 8.1 thì cái sản phẩm này cũng có thể tinh chỉnh được màn hình. Đây là một cái điểm cộng của nó để bù cho các yếu tố điểm yếu vừa rồi. Chúng ta có thể chỉnh được các độ sáng trên màn hình của nó, thể tự động chỉnh 3 mức là mức thấp, trung bình và mức cao. Thì các bạn có thể lựa chọn như là mức thấp là độ sáng đến bao nhiêu, chúng ta có thể tắt hẳn luôn, hoặc là mức trung bình khoảng 50 hay 60, 90% tùy theo cái mức chỉnh của các bạn. Chúng ta có thể cấu chỉnh về màu sắc, mức đậm, nhạt, màu các bạn muốn hình ảnh cho nó ấm một chút đó vào mùa đông, hay là mùa hè muốn nó lạnh đi nhạt hơn thì các bạn có thể tinh chỉnh được. Và độ bão hòa về màu sắc như là cái mức sống động hay là tự nhiên thì ta đều thể chỉnh được, và đây chính là cái điểm cộng rất là lớn đối với 530. Đương nhiên là nó sẽ không có tính năng glance hay là double tap để chúng ta có thể đánh thức máy được. Đây là một điều khá là đáng tiếc đối với chiếc Lumia 530 này. 530 thì đi kèm với một số tính năng hay ho và Windows Phone 8.1 là điểm cộng lớn nhất của nó nếu mà so với các đối thủ khác. Windows Phone 8.1 trên sản phẩm này chỉ cần có một cái cấu hình có thể nói là rất là bình thường đối với Android, là vi xử lý Qualcomm Snapdragon 200 4x1.2GB và RAM 512MB đã có thể chạy rất là nhanh trong suốt thời gian sử dụng. Mình không hề cảm giác lag hay giật trên sản phẩm này, và mình đã thử làm cái trò điên cuồng là vào game ứng dụng liên tiếp và thoát vào thoát ra xong vào lại liên tục, nhưng mà nó vẫn cứ trơ lì ra, không hề có bất kỳ một hiện tượng lag hay giật để tạo ra mình cảm giác ức chế. Lumia 530 còn có đi kèm thêm một số ứng dụng độc quyền như là Lumia VIP. Lumia VIP là một cái ứng dụng ưu đãi tương tự như là Samsung VIP mà các bạn đã từng được giới thiệu trên các thiết bị Samsung. Ở đây thì bất kỳ người dùng Lumia nào khi mở lên sẽ được có một số gói ưu đãi đặc biệt, như ví dụ như ẩm thực, ta sẽ có các cái mức giảm 10, 15% hay là 20% ở một số cửa hàng ở nơi các bạn đang sinh sống. Ở địa điểm Hà Nội chẳng hạn thì nó có rất nhiều quán cà phê hay đồ ăn. Bên cạnh đấy thì nếu các bạn cần shopping thì chúng ta cũng có thời trang hay chăm sóc sắc đẹp, du lịch và giải trí. Đây là những cái mục khuyến mại có sẵn cho chúng ta luôn, phải nói rất là hay và tuyệt vời. Như vậy là với chỉ cần một cái sản phẩm có mức giá chỉ hơn 2 triệu thế này, các bạn sẽ có cơ hội để giảm giá 10% ở một số dịch vụ khác. Mình nghĩ đây là một món hời khá là tuyệt vời. Bên cạnh đấy thì với ứng dụng OneDrive là một kho lưu trữ trực tuyến ở trên sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng miễn phí 15GB tha hồ chứa dữ liệu, nhạc, ảnh hay là các file văn bản mọi nơi trên Windows 8. Các bạn có thể đồng bộ thông qua máy tính và điện thoại smartphone cho chúng ta luôn. Đây là một cái kho lưu trữ hỗ trợ dành cho những ai mà có thể nói là fan của Windows, dùng cái nền tảng này ở mọi các thiết bị hiện nay đang có quanh người. Bên cạnh đấy, cái yếu tố thứ ba mà mình thích ở phần mềm đó là về việc nó có hai ứng dụng nhắn tin và cuộc gọi trong máy. Tại vì sản phẩm này sẵn là có hai SIM, thì ví dụ như là mình bấm vào phần tin nhắn có biểu tượng số 1 thì đây đang ở SIM 1, thì mình sẽ kiểm soát được những tin nhắn chỉ trong SIM 1 mà thôi. Và khi mà mình bấm vào số 2 thì mình sẽ kiểm soát được tin nhắn đến từ SIM 2. Như vậy là chúng ta sẽ không bị cái hiện tượng nhầm lẫn, giống như là chúng ta chỉ có một trình quản lý tin nhắn duy nhất trên các thiết bị Android, mặc dù kể cả có hai SIM. Tuy là trên các thiết bị Android có đánh dấu trong cái phần tin nhắn đấy nhưng đôi khi là vẫn sẽ bị nhầm. Và ví dụ như đang nhắn tin, đang tán em này em kia, nhắn tin lung tung phèo hết cả lên, dặn đi mua kẹo cao su các thứ này để bị nhầm thì sẽ gây ra một cái tai nạn rất là lớn lao đối với các bạn. Camera của máy thì mình không đánh giá cao ở mức giá 2 triệu đồng đối với các thiết bị smartphone. Camera thường chỉ trang bị cho có, và với 530 thì mình nghĩ là đủ dùng cho các bạn mà thôi.
cái chi tiết của cái ảnh không thực sự tốt lắm. Khi mà zoom vào thì bị bệt, mặc dù là mình chụp lúc này là lúc 7 giờ sáng và 9 giờ sáng là một trong những điều kiện ánh sáng là tuyệt vời nhất rồi. Và với camera này thì các bạn chỉ trang bị để cô ta có thể quay cóp hay là bất chợt cần sử dụng đến nhanh mà thôi, chứ còn không đủ khả năng để cạnh tranh hoặc đem lại cho bạn một bức ảnh tuyệt vời nhất trong mọi tình thế. Và như vậy mình đã chia sẻ cho mọi người cái bài trải nghiệm trên tay nhanh chiếc Lumia 530. Nó gần như là một cái sự hoàn thiện đối với cá nhân mình là về phần cứng rất là tốt và ngon. Mình hiện nay không sử dụng Winterphone 8.1 nhiều, tuy nhiên thì với mức giá hơn 2 triệu mình sẵn sàng bỏ ra để trải nghiệm trong một thời gian dài để xem là Winterphone sẽ đem lại những gì mới lạ đối với mình theo những thiết bị smartphone Android. Các bạn có thể hữu ích đừng quên like, share với bạn bè và cảm ơn cửa hàng Hoàng Hà Mobile hỗ trợ cho mình mượn cái sản phẩm này. Và các bạn có thể truy cập vào link bên dưới video để xem giá bán cũng như các khuyến mãi hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.